Hiện tại ban tổ chức có thấy một câu hỏi của anh Hòa. Rất hy vọng được bác trả lời ạ. Xin chào bác sĩ, cho tôi hỏi, tôi đang bị bệnh gút và xương khớp. Mặc dù không ăn hải sản và da gà, da vịt cộng nội tạng động vật mà vẫn bị sưng chân. Vậy hai bệnh này có liên quan gì không bác? Vâng, câu hỏi rất hay, xin cảm ơn bạn nha, câu hỏi rất hay. Thì đầu tiên đấy phải nói là chúng ta là cái bệnh gút là thì phải khẳng định đó là nó thừa axit folic trong cơ thể chúng ta. Đầu tiên là bạn tôi muốn hỏi là bạn có hay ăn những cái thịt màu đỏ không? Những cái thịt hay là lòng lợn, lòng gà, những cái nội tạng của cơ thể của một cái con vật nào đó, hay là đặc biệt thịt trâu, thịt bò, thịt chó, rồi là những con hươu, con nai, con vượn ở trên rừng, đó là nó không phải là thịt lợn. Thì nếu bạn ăn nhiều cái đó quá thì cái axit uric nó sẽ rất tăng và nó sẽ rất là đau đối với chúng ta. Thứ hai ấy, đó là về xương khớp, thì chúng ta biết là cái đau ở chúng ta thì đau ở xương khớp thì nó có mấy cái nguyên nhân, không nhất thiết là nó đau ở chân chúng ta bỏ nó đau xương khớp, mà có thể đó là đau dây thần kinh của chúng ta. Bởi vì cái hệ vận động xương khớp thì nó gọi là hệ vận động, thì nó có mấy cái yếu tố để hợp thành thì gọi là cơ quan vận động. Khớp của chúng ta thì nó là một trong cơ quan vận động thôi, đó là bộ phận khớp. Còn trong đó nó có gân này, dây chằng này, túi nhờn này, thì có thể bạn bị hoặc là đĩa đệm này, như vậy có thể bạn bị một trong những cái yếu tố đó nó gây ra về đau xương khớp. Ví dụ như bạn ấy bị lệch đĩa đệm, có nghĩa là đĩa đệm bị mềm mòn đi, giống như chúng ta đi một cái giày đấy ạ, đi lâu quá rồi thì nó mòn cái gót đi, thế là nó trệch ra ngoài. Hoặc là chúng ta làm một cái gì đó nó bất ngờ quá thì cái đĩa đệm nó trật ra, chúng ta cũng bị đau xương khớp. Thứ hai là đối với đĩa đệm của đối với lại cái dịch nhờn của chúng ta, gọi là túi dịch nhờn của chúng ta đây ạ, để nó bôi trơn. Nếu cái túi dịch nhờn của các bạn ấy mà khô quá thì các bạn phải bổ sung những cái sản phẩm mà nó sinh ra được cái chất nhờn, trong đó ví dụ như có dầu cá, các loại thảo dược là chúng ta phải ăn vào để nó sinh ra cái túi nhờn. Túi nhờn này nó có thể chạy đi chạy lại được, tức là nếu như ấy, cái khớp xương mà nó chạy vào chỗ nào ấy thì nó sẽ lên cho đấy để nó đẹp, nó giúp cho giống như cái lò xo của cái xe máy, nó không bị giảm xóc nhiều quá và nó bảo vệ được cái xương sụn ở đầu các xương của chúng ta. Bởi vì sụn ở tất cả các đầu xương đều có sụn, và xương ấy tôi mở rộng cho bạn hiểu một chút đây ạ. Xương của chúng ta nó có ba loại, đó là xương cố định, đó là xương sọ của chúng ta này là xương cố định, hai nữa là cái răng của chúng ta cũng là xương cố định, mà nó chuyển động được cái răng đó là do cái lợi chứ không phải là cái răng, cho nên đấy là xương cố định. Xương bán cố định đó là cái tay của chúng ta đây, chúng ta chỉ quặp vào đây, không có ai có thể quặp ra đằng này được, đúng không, gọi là bán cố định. Còn xương xương chuyển động đó là xương sống, xương sườn, xin lỗi, xương sống, xương cổ tay, cổ chân đây, các khớp đây, đó là xương chuyển động. Vậy thì nó đau nhất đấy đó là cái xương chuyển động, bởi vì nó có nhiều yếu tố khác nhau, trong đó gân của chúng ta bị bong này, trong đó là dây chằng của chúng ta bị đứt này, trong đó là cái sụn của chúng ta bị mòn quá nhiều vì không có đĩa đệm, vì không có túi nhờn. Vì vậy á, sụn mà nó lớn lên, máu nó nuôi hồng cầu, nó nuôi lên sụn lớn lên thì thành xương. Vì vậy á, chúng ta nuôi sụn có nghĩa là nuôi tế bào xương. Vì vậy cái bệnh của bạn ấy thì bây giờ ấy là chúng ta thứ nhất là phải đi ấy, về đau ở một cái chỗ nào, nếu đau đầu gối ấy thì chúng ta phải đi kiểm tra xương xem là nó đau là vì dây chằng hay là vì gân hay là vì lệch đĩa đệm hay là vì hết túi nhờn. Nếu đứng lên ngồi sớm nó kẹt một nhát đấy, thế là các bạn hết hết rồi, hết hết cái túi nhờn này đấy, mất rồi đấy. Thế còn gút đấy thì các bạn về chắc chắn là phải kiêng rồi, bởi vì gút rất nguy hiểm đấy ạ. Nó liên quan đến nhau nhưng mà nó không phải là giống như là huyết áp hay tiểu đường đâu, nó không phải là liên quan. Nếu như huyết áp là phải có tiểu đường là phải có huyết áp, nhưng mà bệnh gút của bạn với lại bệnh xương nó cũng không phải là liên quan chặt chẽ với nhau, nó hai cái bệnh ấy là riêng rẽ với nhau. Một bên đấy thừa axit folic, còn một bên này á là thiếu một cái cơ quan nào đó làm lỏng lẻo cái xương gốc của anh. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn câu trả lời của bác. Và có một câu trả lời nữa, đấy chính là em bị viêm đại tràng thì ăn uống thế nào ạ? Có một câu hỏi, xin bác trả lời giúp ạ. Vâng, về viêm đại tràng thì các bạn cứ hình dung ra là chúng ta cứ nói với con cái với mọi người là mày ăn nhanh quá nè, chửi con trai là ăn nhanh như thế là nhai dối như thế thì đau dạ dày chết đi con ạ, cháu ạ. Thì cái đấy cũng đúng một phần rồi, nhưng mà chứ thưa ấy là dạ dày nó đau là có ba nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên đấy
đó là cái dây thần kinh số 10 của chúng ta nó chết và nó không bóp được. Đáng nhẽ nó phải bóp như thế này, bóp bình thường như thế này, nhưng mà nó lờ đờ như ông từ vào đề như thế này thì làm sao mà nó co bóp được dạ dày. Thì đấy là cái dây thần kinh số 10 là cái dây thần kinh mỏng nhất và yếu nhất trong hệ thần kinh của chúng ta. Nó tê liệt, người nào hay bực bội, cãi nhau, mất ngủ, lúc nào đá thúng đụng đi, chửi chồng con như mỏ quét ấy, thế là người đó bị đau dạ dày đấy. Vì cái thần kinh số 10 bị ảnh hưởng và không co bóp được. Đấy là yếu tố đầu tiên. Yếu tố thứ hai đó là gì? Đó là nước mật của chúng ta. Nước mật thì nó nằm ở đâu ạ? Mật nó nằm ở trong gan. Và nước mật của chúng ta kém, nó không tiết vào dạ dày được. Và nó không làm cái chất xúc tác để lên men được. Tôi nói đơn giản như này. Chúng ta đổ một cái trần nhà, thì chúng ta lấy bê tông đổ đúng không ạ? Thì bê tông gồm có này, cát, sỏi, xi măng này, đá, đá, bốn thứ đấy. Nhưng nếu như ấy bốn thứ đấy mà cứ nhào với nhau suốt ngày suốt tháng thì không bao giờ thành hồ, rất khó phải có nước. Như vậy mật thì giống vào đó để nó lên men. Men là chất enzyme để giúp cho tiêu hóa và kích thích để lọc cái chất độc những chất ra trong cơ thể. Cho nên tại sao chúng ta ợ thì là có chất chua, nhưng chúng ta ăn có bao giờ ăn giấm ăn đây đâu, nhưng bình thường chúng ta ợ có chất chua bởi vì đó là cái chất mật nó vào. Thứ ba nữa, một yếu tố thứ ba đối với liên quan dạ dày đó là vi khuẩn có lợi chúng ta. Vi khuẩn có lợi của chúng ta đó là khi mà chúng ta ăn tất cả những cái thứ gì đó nó ở trong cơ thể chúng ta phải nuôi được cái loại vi khuẩn có lợi. Vi khuẩn có hại đó là run sán chúng ta phải tẩy đi, nhưng như thế, có lợi nó bám vào viêm mạc dạ dày. Và khi chúng ta đi đại tiện ra, xin lỗi tất cả mọi người nha, 1 gram phân của chúng ta ra ít nhất có 1.000 con vi khuẩn có lợi thì phân mới tốt, mới khó phải ngon. Còn nếu như dưới cái đó thì chúng ta một là táo bón, hai là bị rối loạn tiêu hóa. Đơn cử tôi nói ví dụ như một cái nhà vệ sinh của chúng ta thôi, nó có 3 cái hố ga. Nếu như ấy mà các quý vị cho con đổ cái xà phòng với lại nước rửa bát xuống cái bồn cầu mà chúng ta đi vệ sinh đại tiện đấy ạ, thì nửa tháng sau ấy cái bồn cầu nó tắc luôn. Lý do là nó tiêu diệt con vi khuẩn có lợi và phân không tan được, nhất là trường học của các cơ quan đông người đi như thế, một tuần là phải hút cái bể phốt này luôn. Nhưng mà vì nó có cái con vi khuẩn có lợi ở trong đó cho nên đấy là nó tan được cái phân đó. Thế thì ở trong cơ thể chúng ta cũng thế thôi, nếu như chúng ta tiêu diệt hết cái con vi khuẩn đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị ảnh hưởng đến dạ dày, ảnh hưởng đến dạ dày. Và vì vậy chúng ta phải kiêng tất cả nhiều thứ, đó là những chua cay ớt này, những chất kích thích này, những thứ có ga này, để làm gì? Để bảo vệ cái con vi khuẩn có lợi ở trong dạ dày của mình. Vậy thì cái bệnh đau của chị trước hết đấy là chị phải đi là kiểm tra soi siêu âm hoặc là chụp xem là có đã bị cái bờ cong hay là cái bị viêm mạc dạ dày nó bị xuất ra. Vậy thì chị phải uống những cái sản phẩm, nếu chị mà cứ tống thuốc tây vào ấy, tôi cam đoan với chị nó càng vét ra. Chị phải tìm những cái sản phẩm mà giúp cho cái dạ dày của chị ấy nó được hoàn chỉnh lại, nó được gắn liền lại. Bởi vì ở trong cơ thể chúng ta nó là một cái nhà máy rất quan trọng, nó liên quan đến nhau rất nhiều thành phần. Cho nên ấy, bây giờ tôi nói là chị phải uống cái gì thì chắc chắn là tôi không nói nổi rồi. Nhưng mà mong chị ấy, là chú ý 3 cái yếu tố mà tôi vừa nói về cơ quan tiêu hóa của chúng ta. Nếu mất trong 1-3 cơ quan yếu tố đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị đi ở đây. Vâng, xin cảm ơn ạ. Dạ vâng, câu trả lời của bác quá tuyệt vời ạ. Thế là các anh chị chúng ta đã biết cách làm thế nào để ăn uống cho nó khỏi bị đại tràng rồi đúng không ạ? Một câu hỏi nữa cũng rất là thú vị, rất mong bác trả lời. Thưa bác, uống thực phẩm chức năng vào khung giờ nào là tốt nhất ạ? Thường thực phẩm chức năng ấy thì người ta uống sau bữa ăn 30 phút. Thường là như thế. Nó là có tính chất đấy, tức là nó thành một cái gần như là một cái quen thuộc của chúng ta thôi, bởi vì bản thân thực phẩm chức năng là không, nó không có độc hại gì cả. Tại sao chúng ta uống thuốc tây lại sau 30 phút? Là vì chúng ta có cái lót dạ dày rồi. Nhưng ở đây uống sau 30 phút không có nghĩa là chúng ta lót dạ dày để cho khỏi đau, bởi vì thực phẩm chức năng nó không làm cho chúng ta sinh bệnh ra. Uống nhiều quá thì nó thừa, nhưng mà có những thứ ấy, chúng ta uống nhiều quá không được, ví dụ như kiềm chẳng hạn, mà chúng ta uống nhiều quá thì không được đấy. Bởi vì cái kiềm với lại axit bao giờ là hai cái nó bằng nhau, này là tốt. Nhưng mà nếu chúng ta uống nhiều kiềm quá lên đến đây ấy, nó vinh như này thì nó sinh ra bệnh. Mà bản thân kiềm là không sinh ra bệnh, 8 trở lên gọi là kiềm, 7 là trung tính, còn đấy dưới thì là gọi là axit. Bệnh là sinh ra từ axit, chúng ta phải cân bằng axit với kiềm đấy. Những cái sản phẩm nào mà có cân bằng axit với kiềm, cái sản phẩm ấy chúng ta cũng cần sử dụng.
Đấy, thế còn này, là chúng ta uống vào cái khung giờ đấy là tốt nhất, nó tiêu hóa và nó hấp thụ với cơ thể rất là tốt nhất. Còn chúng ta uống ngay khi bữa ăn đấy thì thức ăn của chúng ta đang tiêu hóa, cái dịch vị của chúng ta đang giúp cho thức ăn tiêu hóa, cái dây thần kinh chúng ta đang chú ý dồn năng lượng vào để chúng ta tiêu hóa cái thức ăn mà chúng ta uống thuốc vào ấy, lúc đó chắc chắn cũng sẽ không tốt. Và thuốc nó có hai loại nha, một thuốc nén và viên quan nhậu. Thuốc viên nén tức là nó cho thẩm thấu từ lưỡi của chúng ta vào đến trong dạ dày của chúng ta đều thẩm thấu, kể cả đứa con. Nhưng mà cái thuốc quan nhậu ấy nó có cái vỏ, cho nên người ta chế thuốc quan nhậu để uống vào bên trong thì nó mới thẩm thấu. Đấy, nó sinh ra như thế. Các bạn nên chú ý là hai cái, không phải là cái này là thiếu công nghệ chứ không làm. Làm cái vỏ của nó, cái vỏ của nó để nó không thẩm thấu từ đây mà nó thẩm thấu thẳng xuống đây nó mới thẩm thấu. Nó có cái khoa học của nó, các bạn nhé. Đấy thì xin trả lời câu hỏi của bạn như thế. Dạ vâng. Và chương trình của chúng tôi thì sẽ kéo dài cho đến 21:45. Chính vì thế nếu các anh chị có câu hỏi thì chúng ta khẩn trương đặt câu hỏi. Chúng ta khẩn trương đặt câu hỏi ạ. Và tiếp một câu hỏi nữa xin rất là mong bác trả lời. Cháu muốn hỏi bác là cháu đang bị viêm đa khớp dạng thấp và tràn dịch khớp. Vậy hàng ngày cần tránh trong ăn uống và vận động như thế nào cho phù hợp ạ? Đầu tiên là tràn dịch khớp thì cái đó là cái bệnh rất nguy hiểm. Nó sẽ sưng tấy lên rất là kinh khủng. Cho nên đầu tiên ấy, bạn vận động ấy, là vận động ít thôi. Bởi vì khi chúng ta vận động thì cần có dịch khớp, không có nó giống như là cái xe đạp, cái xích xe đạp mà nó không có dầu mỡ, nó đi lên dốc nó cứ kẹt 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 đấy, nó lại càng ảnh hưởng. Thì đấy là đầu tiên là phải ít vận động. Thứ hai á, là phải dùng những cái sản phẩm để nó tăng cường cái dịch khớp lên, giúp cho cái dịch khớp của chúng ta nếu như mất đi ấy thì rất dẫn dễ đến cái việc đau xương khớp, là đau khớp của chúng ta. Thứ nữa là bạn phải tìm những cái sản phẩm về hệ xương khớp, đó là bổ sung canxi của chúng ta. Đối với cơ thể chúng ta 100% canxi thì 99% nằm ở trong răng, tóc, móng chân, móng tay và khung xương của chúng ta, còn 1% thì nằm trong đường huyết và nhịp nội bào. Thế thì ở cái phần này chúng tôi sẽ chia sẻ sau, nhưng mà rõ ràng canxi ở xương các quý vị là vô cùng quan trọng. Nhưng canxi không phải là chúng ta ăn cua ốc với lại ăn đầu xương các thứ để nó tăng canxi nha. Chúng ta có quan niệm đó là hơi bị sai một chút đấy ạ. Mà chúng ta phải ăn vi lượng, tức là bổ sung vi lượng chứ không phải là bổ sung chất thô. Ăn những chất đó là chất thô, nó thêm hại dạ dày ra và nó hại cái cơ quan tiêu hóa của mình. Mà chúng ta phải vi chất. Vi chất có nghĩa là những ở những cái sản phẩm mà nó có chứa canxi hữu cơ chứ không phải là canxi vô cơ. Một thầy thuốc giỏi thì không bao giờ chỉ định cho bệnh nhân uống canxi vô cơ 7 ngày. 7 ngày tức là canxi ở hiệu thuốc đấy, gọi là thuốc tây đấy. Bởi vì nó nóng và nó hại dạ dày, nó sưng mồm lên. Nhưng mà thực phẩm chức năng bạn có thể uống mãi được, không vấn đề gì cả. Đó là thức ăn vô cơ, là hữu cơ. Thì các bạn phải uống cái sản phẩm mà nó tăng cường là bảo vệ cái xương và nâng cao cái canxi ở trong xương của chúng ta lên. Dạ vâng, rất cảm ơn bác sĩ ạ. Và có một câu hỏi ạ, là cháu cháu ngồi làm việc máy tính nhiều nên bị buốt cổ, xin bác sĩ cho lời khuyên ạ. Cái này thì rất là nhiều người gặp phải đấy ạ. Về cái mạch máu não nó lên đây ấy, thì nếu mà chúng ta mà không hay vận động cái cổ ấy thì cái nhu động của cái động mạch ấy nó rất là kém và nó dễ gây ra mỏi. Đặc biệt đấy là cái cơ của chúng ta ở cổ này. Vì vậy á, trong cuộc họp ấy thì thứ nhất đấy là nếu bình thường ấy thì chúng ta ngồi dựa vào ghế thế này, chúng ta ngồi làm việc hay dựa thế này. Nhưng mà chúng ta nếu mà chúng ta ngồi thế này thì lại khác hẳn đấy ạ, các bạn ạ. Cái xương sống nó sẽ thẳng ra, đấy là xương sống thẳng, và thỉnh thoảng chúng ta sẽ vuông vai và chúng ta sẽ quay cổ đi cổ lại này. Và buổi sáng ấy thì bạn lên đấy là làm cái động tác này, nếu ở đâu ở cái chỗ cổ đấy thì để bảo vệ cái thứ nhất là xương của mình, hai á là cái mạch máu nó lên được. Đầu tiên buổi sáng ấy là chúng ta dậy, và nếu mùa đông thì chúng ta sẽ tung chân ra đến ngửa người thôi, đừng tung chân hết, và chúng ta xoa hai cái tay này, bàn tay vào với nhau thật nóng lên, sau đó chúng ta chải lên tóc này, cứ vuốt lên tóc này
vuốt lên tóc mày rất nhiều để làm gì? Để massage cái dây thần kinh ở đằng sau gáy này. Ở đây nó có cái tiếng yên, nó rất là quan trọng, nó chỉ huy 7 tiếng còn lại trong cơ thể chúng ta, nó rất là quan trọng. Sau đó thì bắt đầu ấy, chúng ta dùng cái tay này xong rồi nhá, vuốt này, chúng ta lại dùng cái tay này vuốt ở hai cái gáy này lên, để hai cái ngón tay vào cái chỗ hõm đây, chúng ta vuốt lên thế này đấy, để nó chạy cái dây thần kinh và cái mạch máu của chúng ta nó được thông thoáng. Mạch máu đấy là quan trọng lắm đấy. Sau đó thì chúng ta massage bằng gì ạ? Bằng mắt này. Đây, tôi bỏ kính ra. Các bạn để hai tay vào đây và các bạn xoa thế này để cho đỡ thâm quầng mắt này. Đây, xoa thế này và cứ xoa thế này. Đấy, xong rồi xoa ngược lại thế này. Đấy, xoa ngược lại này. Các bạn cứ làm như này cho tôi. Sau đó các bạn vo tay thế này, hai tay cứ xoa vào tay nhé. Tay thật nóng về thế này. Vâng. Tay thật nóng về đây, rất nhiều dây thần kinh ở đây. Vâng, tay thật nóng này. Đấy. Chữa cái bộ phận trên đầu này nhá, chứ không phải ở dưới đâu. Đấy. Thế là hết cái động tác đầu tiên. Động tác thứ hai là duỗi thẳng chân ra, sau đó vươn thế này, giữ cái ở bên dưới bình thường, vươn bên đây để cho phía trên này là nó có cử động được. Và bắt đầu lại nằm yên ở bên trên, bắt đầu mông của mình hất sang bên đây và hất sang bên đây 2-3 lần. Động tác cuối cùng là chúng ta cho tay vào rốn đây, chỗ gần con rốn này, xoa theo kim đồng hồ độ 20 lần và ngược lại độ 20 lần, nếu càng xa nữa là càng tốt. Thì như vậy á, chúng ta khởi động trước khi chúng ta đi ra khỏi giường thì chúng ta bảo vệ được. Sau lúc đó là chúng ta uống công đức nhá, tôi đã vừa nói rồi, thì sức khỏe của chúng ta sẽ là rất là tốt, bảo đảm được cho các quý vị. Và cái khâu vận động của chúng ta thì rất là quan trọng. Đừng có lười vận động, mà nhất là mùa đông đến rồi chúng ta phải tập thể dục. Đấy. Chúng ta không tập thể dục ít ra cũng ve vẩy chân tay, hay là suối nguồn tiêu trẻ, hay là vẩy tay, tùy theo các bà các cụ thì múa quạt múa nón, các ông ấy thì là múa kiếm múa đao. Đấy, chúng ta phải làm những cái động tác đó nhẹ nhàng thôi, đừng có làm nặng tùy theo lứa tuổi của mình. Còn thanh niên thì tập gym đúng không, gum đúng không, đấy, vào cái đấy là nâng quả tạ lên, bắt tay nó quần quận lên, thế là khỏe thôi, là tốt thôi. Uống thuốc mấy lần nữa mà ăn uống mấy lần nữa nhưng mà không tập thì cũng ảnh hưởng đấy. Nhưng mà tôi vẫn nói với các vị một câu ấy là thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe là số 1. Nay mai ấy, là thế giới văn minh lên ấy, thì chắc chắn thuốc Tây sẽ rất giảm đi. Mà có những cái công nghệ tôi đi Mỹ, học bên Mỹ ấy, cái thuốc người ta gọi là cái thực phẩm chức năng cao cấp ấy, tôi liếc qua cái thực phẩm chức năng của mình ấy, tôi thấy là cái đấy rất tuyệt vời đấy ạ. Nó có rất nhiều các thành phần rất là tuyệt vời mà tôi đã tổng hợp được một số đây. Nếu mà nói về cái sản phẩm này thì nó mất nhiều thời gian lắm, cho nên là tôi không nói nữa. Nhưng mà những cái sản phẩm đó nó có rất nhiều yếu tố, đặc biệt là về hệ xương khớp của chúng ta, hai nữa là về hệ tuần hoàn, tức là mạch máu của chúng ta, ba nữa là tiểu đường của chúng ta cũng rất là tốt này. Chúng ta nếu uống cái sản phẩm này đúng cách 3D nhá, đúng, đủ và đều. Đúng là uống thế nào, sau ăn là đúng, đủ là người ta dặn 3 viên là phải 3 viên một ngày, đều là ngày nào cũng uống như thế. Đủ là người ta liều lượng là một lộ trình của nó là 3 tháng thì uống 3 tháng, 2 tháng uống 2 tháng là phải đủ, như vậy là sẽ có kết quả. Nhưng mà nó cái cùng cái sản phẩm đấy nhưng mà có người uống thì lại tốt, bảo là ôi giời do cơ địa, nhưng do chúng ta không chấp hành cái 3D đó. Chúng ta không uống đúng. Hôm nay thì uống vào cái lúc 6 giờ tối, mai thì thôi quên tiền đi uống vào 9 giờ tối. Nó tiếp thu khung giờ khác nhau. Cho nên tại sao những cái bệnh huyết áp ấy mà người ta uống cái thuốc nong mạch đấy, gọi là cái thuốc nong mạch đấy, để cho mạch máu nó giãn ra thì đúng giờ. Nếu không đúng giờ ấy thì là huyết áp cao ngay. Ví dụ như 7 giờ sáng phải uống thì những cái người bị huyết áp trên biên phải uống đúng 7 giờ. Bởi vì cái khung giờ đó là cái khung giờ mà cái cơ thể của chúng ta nó tiếp thu được cái sản phẩm tốt nhất. Chứ không phải là chúng ta bất cứ lúc nào. Tại sao bộ đội ăn khổ, ngày xưa ăn khổ như thế mà lại béo? Là vì người ta ăn đúng giờ, kẻm kem kem cái là bát đũa là chạy sinh ăn luôn. Nhưng mà mình ăn ở nhà cơm gà cá gỏi, nhưng mà cuối cùng mà ăn cứ lộn xộn thì coi như nó không tiếp thu được đâu. Cho nên uống đúng giờ là rất là quan trọng, các quý vị nhá. Dạ. Theo đúng cái lộ trình và hướng dẫn của nhà sản xuất. Dạ cảm ơn bác ạ. Đặc biệt mấy cái động tác sáng ngủ dậy cháu từ nay cháu sẽ thực hiện ạ. Và một câu hỏi nữa liên quan đến thực phẩm chức năng mà rất là nhiều người muốn hỏi, đấy chính là uống thực phẩm chức năng có nên nghỉ, tức là uống theo liệu trình, hay là nếu những người mà có điều kiện thì có thể uống thường xuyên được ạ?
Uống thực phẩm chức năng thì không cần phải là uống gọi là cơm ba bát thuốc ba thang, nhưng mà thí dụ như này, một cái cây mà anh muốn hồi phục lại nó héo mà đáng nhẽ phải tưới 10 ngày thì nó mới lên lá và nó mới tươi lại được, nhưng anh mới tưới có 7 ngày thôi thì không được, nó lại chết. Vậy cho nên đấy là muốn thanh trừ đến tận gốc, muốn làm cho cái tế bào nó phục hồi tốt nhất cơ thể của mình thì mình phải uống đúng liệu trình cả nhà sản xuất người ta. Tuy nhiên cái liệu trình đó không phải là người nào cũng uống 3 tháng hay là 2 tháng hay là 1 tháng, mà là tùy theo cái bệnh của cái người đó nó như thế nào. Nếu bệnh nhân nặng thì đương nhiên là phải uống nhiều hơn đúng không? Còn thực phẩm chức năng mà uống vào những người khỏe mạnh nhé là không có cảm giác gì cả, nó vẫn bình thường và người ta cho đó là không có tác dụng. Nhưng mà nếu uống vào những người đang có bệnh nhé thì nó thay đổi luôn. À, cho nên đấy, thực phẩm chức năng uống càng cái người có bệnh thì càng thấy tác dụng rõ rệt, từ đau lưng không đau nữa, đường huyết áp đấy là lên cao ấy thì huyết áp đấy được hạ xuống, thì lúc đó người ta sẽ thấy có tác dụng nó tiểu lượng thế thôi. À, cho nên đấy, tất cả các bệnh là nếu như những người uống thực phẩm chức năng thì cũng phải uống ở cái mức độ lâu dài, chứ không phải là uống ấy là 7 ngày hoặc là 3-4 ngày mà có thể khôi phục được. Cho nên là các bạn đấy là nên chú ý là đừng có tiết tiền. À, có một câu nói rất nổi tiếng mà tôi nghĩ mà tôi không phải là nghĩ ra mà tôi nhớ lại, đó là người ta nói là đừng có dùng tiền mình làm suốt đời để đi nộp tiền phí, đừng có dùng tiền mình đi làm suốt đời tích cóp được để đi nộp tiền viện phí, mà chúng ta phải đề phòng từ xa. Cho nên tại sao vào các bệnh viện châu Âu, tôi chỉ nói là tôi đã bị một lần đấy, học ở trường không quân tôi vào cái bệnh viện là vì bị cảm, tôi vào đó không có người, không có người gì cả, vắng như chùa ở đây nhé, và người ta cho cắt đi nửa thành khẩu phần ăn. À, bởi vì tất cả người ta có bác sĩ ở gia đình, người ta khám bệnh trước, người ta phòng bệnh từ xa chứ không chờ đến kẻng, tức là còi ủ với lại cáng đến thì bỏ là ủ. Chúng ta vẫn đi ăn cưới được, vẫn đi thăm bạn bè được, vẫn đi sinh nhật cháu được, thế là chúng ta bỏ còn khỏe, nhưng mà bệnh nó đang ủ ở trong chúng ta đây, khi nào hệ miễn dịch chúng ta giảm đi thì tức là nó phát ra, lúc đó là chúng ta bắt đầu là sở tay không kịp. Lúc đấy cái hệ miễn dịch của chúng ta, như tôi vừa nói đấy, hệ miễn dịch nó đã yếu rồi, tức là quân ta đã mỏi mệt rồi, chống chọi 6-70 năm rồi, bây giờ không còn sức chống chọi kẻ thù nữa, cho nên đấy nó tràn vào, thế là chúng ta bị bệnh đây vậy. Cho nên đấy, muốn khỏe thì chúng ta là phải uống, lại phải uống thực phẩm chức năng. Tôi vẫn kêu gọi tất cả mọi người uống thực phẩm chức năng. À, tôi hiện nay là còn hàng đống thực phẩm chức năng, tôi không biết là tôi đang uống những cái gì cả. À, bởi vì đi làm thì người ta cứ biếu, rồi người ta tặng, để về cứ uống thì không biết là nó khỏe về những cái gì. Thực phẩm chức năng nó không có cái hại gì cả, chỉ thưa các bạn đấy, nhất là những thực phẩm chức năng mà đã được kiểm nghiệm, đã được giấy tờ của Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm. À, và thực phẩm chức năng thì nó có ba cái yếu tố này chúng ta phải chú ý này, đó là nơi sản xuất ở trong cái vỏ của nó, cái nơi sản xuất này, nơi sản xuất, địa chỉ sản xuất. Thứ hai là mã vạch của nó. Mã vạch của nó Việt Nam là 893, của Hàn Quốc là 880, của Trung Quốc là 960 đến 965, 67. Đấy, ví dụ như thế là chúng ta biết ở đấy, chúng ta mua cái gì cũng phải check mã vạch, in chất hoặc là việt chất. Có những cái sản phẩm người ta không cần việt chất, in chất, nhưng mà sản phẩm vẫn tốt. Đấy, thì cái yếu tố là về hạn sử dụng là rất là quan trọng. Mua thuốc Tây thì không bao giờ người ta nghĩ đến hạn sử dụng, bởi vì lọ thì được rồi, nhưng mà viên ấy thì ít khi để ý đến là cái hạn sử dụng. Cho nên cái tác dụng của cái thuốc cũng không được qua, cũng không là được tốt lắm. À, thế thì sản phẩm mà thực phẩm chức năng mà loại tốt thì tôi mong rằng tất cả chúng ta phải yêu quý nó. À, tất cả các loại thực phẩm chức năng đều tốt cả, nó tốt ở mức độ nào đấy, thì do cái công nghệ là một, hai nữa là cái thành phần của sản phẩm đó. Dạ vâng ạ, và còn một câu hỏi cuối cùng rất mong bác trả lời nốt ạ. À, cháu bị đau mỏi xương thắt lưng không nằm thẳng được thì phải ăn và tập thế nào ạ? Về đau mỏi cái lưng thì có thể là bạn là bị cơ của bạn cũng có thể bị đau đấy ạ. À, bởi vì khi mà chúng ta vận khỏe quá hoặc là chúng ta làm cái việc nâng cái điều gì quá là giãn cơ ra, đấy là cái điều thứ nhất. Cái thứ hai ấy, xương của chúng ta ấy, thì cái khớp xương sống của chúng ta ấy, thì ấy, nó ăn khớp với nhau như là một cái mộng nhà đấy ạ. Nhưng mà trong đó thì nó lại có cái dây thần kinh nó chằng vào đó, cho nên nếu cái đĩa đệm hoặc là cái túi túi nhờn của mình ấy, nó bị xẹp xuống thì nó nén vào dây thần kinh.
Nếu đeo bên trái này này, nếu đeo trái thì cái bán cầu bên phải này, bên nếu đeo bên phải này thì bán cầu bên trái thì đau bị ảnh hưởng, còn nếu đau ở bên bên trái này, đùi trái hoặc xương trái này thì cái bán cầu bên phải này bị ảnh hưởng, đó là thần kinh. Vậy thì chúng ta lại phải đi soi và đi chụp chiếu. Thế còn đương nhiên nếu đau xương khớp, đau các thứ thì thứ nhất là mình tập nhẹ nhàng, hai nữa là đừng làm việc nặng, cuốc rồi khuân vác rồi gánh gồng, là đừng có như thế, là nó sẽ bảo vệ được, cái dần dần nó khỏi. Chứ còn bây giờ nếu mà nói bảo là phải làm gì thì bây giờ chưa biết cái nguyên nhân, vì những cái việc đó phải rất phát phải đi 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 siêu âm và chiếu xem là cái gì, bởi vì hai cái bắp cơ ở hai bên này này nó rất là hay bị giãn, khi chúng ta cúi hay gập người hay là vặn người quá thì nó sẽ đau một bên, hoặc là cái xương sống của chúng ta cũng làm nhiều quá thì nó chẹt đĩa đệm, hoặc là nó bị mòn đĩa đệm, hoặc là nó mất cái chất nhờn đi, nó cũng đau. Đấy, hoặc là cái dây thần kinh nó chạy qua sống lưng đấy, là nó cũng bị nén vào cái khớp xương của chúng ta, nó cũng bị đau. Đấy, cho nên ấy, là tốt nhất là làm, tức là làm cái gì nó cũng nhẹ nhàng, và luyện tập nhẹ nhàng, thì nó sẽ hồi phục lại dần dần thôi. Uống thuốc. Dạ vâng ạ.